Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3 tháng 5 năm 2023. Ukraine dồn dập chuẩn bị cho cuộc phản công vào quân Nga trên tiền tuyến. Quân đội Ukraine đang bận rộn di chuyển xe quân sự và thực hiện các cuộc pháo kích vào các mục tiêu Nga quan trọng. Tổng thống Zelensky đảm bảo phản công sẽ xảy ra. Một binh sĩ Ukraine sử dụng mật danh Archer nói với CNN rằng lữ đoàn của anh ta đã chuẩn bị cho một cuộc phản công được mong chờ nhiều. Anh này thông báo như sau: chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi một cuộc phản công. Chúng tôi đã hoàn thành việc tái cung cấp. Nga mở đợt tấn công mới vào Ukraine bằng UAV hôm 3 tháng 5. Giới chức Ukraine cho hay, Nga đã mở đợt tấn công mới bằng UAV nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của thủ đô Kiev, Serhii Popko, nói rằng UAV xá đã tấn công thành phố này lần thứ 3 trong vòng 6 ngày. Xung đột Ukraine có thể leo thang. Chiến tranh Mỹ-Nga sẽ thảm khốc. Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, cho hay Mỹ không muốn chiến tranh với Nga nhưng khả năng xung đột Ukraine leo thang là có thể và hậu quả một cuộc chiến giữa Nga và Mỹ sẽ thảm khốc cho cả hai phía. Ông Milley đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Foreign Affairs Mỹ. Phỏng vấn được đăng tải hôm 2 tháng 5. Kho dầu Nga ở gần cầu Crimea bốc cháy sau khi bị UAV tấn công. Truyền thông Nga hôm 3 tháng 5 đưa tin, một vụ tấn công bằng UAV đã khiến lửa cháy ngập một cơ sở cất trữ dầu ở vùng Krasnodar gần cầu Crimea. Hãng thông tấn Nga TASS cho hay, vụ cháy nổ tại cảng Volna gần cây cầu cất nối lục địa Nga với bán đảo Crimea là do UAV rơi xuống. UAV Nga thả lựu đạn để ép binh sĩ Ukraine rời khỏi hầm hào. Đoạn clip cho thấy phía Nga sử dụng UAV nhiều khả năng là thương mại để thả lựu đạn vào các cửa hầm hào của Ukraine, buộc các binh sĩ ẩn nấp nơi đó phải chạy ra ngoài để tránh khói. Mỹ gài cảm biến nguyên tử để phát hiện liệu Nga có sử dụng bom hạt nhân ở Ukraine. New York Times cho hay, Mỹ đang gài một mạng lưới cảm biến trên khắp Ukraine để phát hiện khả năng có vụ nổ hạt nhân và phát tán phóng xạ. Bài viết trên New York Times cho biết, các cảm biến này có khả năng dò tìm phóng xạ từ một quả bom hạt nhân hoặc bom phóng xạ được kích nổ ở Ukraine. Nga khẳng định đủ đạn dược để tiếp tục chiến đấu với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với cuộc họp các chỉ huy quân sự vào hôm 2 tháng 5 rằng quân đội Nga vẫn đủ đạn dược để gây thiệt hại cho đối phương và công nghiệp quốc phòng Nga cần đáp ứng nhu cầu của lục quân và hải quân. Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga cho biết, nhìn tổng thể, công nghiệp quốc phòng Nga đáp ứng được các đòi hỏi của lục quân và hải quân. So với đầu năm 2022, lượng vũ khí cơ bản được sắm tăng 170%, lượng vũ khí đặc biệt cần thì tăng tới 7 lần. Nga tố Ukraine sử dụng UAV tấn công Điện Kremlin, nơi ở của ông Putin. Cơ quan báo chí của văn phòng Tổng thống Nga Putin vừa thông báo rằng phía Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công thẳng vào Điện Kremlin. Cụ thể, bộ phận báo chí Điện Kremlin hôm 3 tháng 5 cho hay, có hai máy bay không người lái UAV đã tấn công vào nơi cư trú của Tổng thống Nga trong Điện Kremlin. Phản công của Ukraine sẽ quyết định mức độ viện trợ của phương Tây. Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Hạ viện Mỹ Michael McCaul vừa nói với Bloomberg rằng, thành công hay thất bại của cuộc phản công dự kiến của Ukraine sẽ quyết định tương lai viện trợ của phương Tây dành cho Kiev. Nghị sĩ Michael McCaul thuộc Đảng Cộng Hòa phát biểu với kênh truyền hình của Bloomberg vào hôm 1 tháng 5, dự kiện cuộc phản công sẽ diễn ra rất sớm. Nếu Ukraine thành công trong con mắt của người Mỹ và thế giới, tôi cho rằng điều đó sẽ thay đổi cuộc chơi đối với nỗ lực ủng hộ dành cho Ukraine. Nếu thất bại, cuộc phản công đó cũng sẽ vẫn có tác động, dù là theo chiều hướng tiêu cực. Phần Lan chào đón Mỹ triển khai quân ở quốc gia NATO mới nằm sát Nga. Mikael Antel, quan chức ngoại giao Phần Lan, vừa nói với tờ báo Helsingin Sanomat rằng nước này sẵn sàng thương thảo với Mỹ về một thỏa thuận hợp tác quốc phòng DCA cho phép quân Mỹ triển khai trên lãnh thổ quốc gia thành viên mới của NATO này. Tờ báo trên đưa tin ông Antel, phó vụ trưởng các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Phần Lan, đang dẫn dắt các cuộc đàm phán song phương và vòng thảo luận mới nhất diễn ra ở thủ đô Helsinki vào tuần trước.